Chào cô chú anh chị nha. Em con còn hàng xài nước nữa. Made in Japan G3750. Mới sao mà nó mới. Như cái máy mới luôn mọi người. Không khác gì cái máy mới. Đó, đây, đây. Lóc là lóc nhôm nha. Đây là xài bao xuống. À mặt tiền không trầy nha. Mặt tiền em nói cái con này vệ sinh đấy. Không khác gì con máy mới luôn. Cái bô nó điện thui nè. Ốc màu của nó là ốc đồng nha. Màu đồng nha, chứ không phải nó bị oxy hóa đâu. Màu nó nguyên bản như vậy. Cái lóc, nhìn kỹ trong cái lóc. Cái lạp. Cái lạp Geno Ai. Sâu ha, zin ha. Làm nhau nha, mấy con máy này làm xài làm nhau hết. Lạp đẹp rồi, đây. Quá đẹp rồi. Cái lóc này. Ơi cái lóc đánh giá nha mọi người. Nhìn thì mình tự đánh giá xem nó đẹp hay là sao. Con này đẹp lắm. Ken Spen luôn á. Con này đúng hàng nước. Này 40 ly. Xài thì gia đình thì khỏi phải chê nha mọi người. Không có chê điểm nào đó. Con này thì giá lẻ của nó cũng khá là cao. Trong để về được con. Máy này em bao hơi cho mọi người nha. Bao hơi nha. Giật cái hơi khiếp lắm mọi người, khủng khiếp luôn. Đó, khủng khiếp luôn. Rồi này nó có trợ lực nữa nha, nó có trợ lực nữa. Chỉnh gang ti rất là dễ đây, cái nút kiểm gang ti đây. Để xem cái nội thất sơ bộ. Nắp này em chưa có mở, giờ mở. Hàng thì về nó có lướt lướt như vậy, con nào cũng lướt như thế này thì sướng. Nhưng mà không có mọi người. Được vài con, hai ba con. Đó, cái lóc này, mọi người thấy cái lóc không? Như lóc mới luôn. Lóc như lóc mới luôn nha mọi người. Lóc tiểu chứ không phải nó gãy đâu nha. Zin hết nha, zin hết. Con này 3 triệu nha. Con này 3 triệu cho anh em về dọn dùng nha. Đó. Máy bao hơi cho mọi người đủ đồ nha. Đó. Siêu VIP. Con này đi mua, nếu mà mua lẻ thì con này phải tầm 4 triệu rưỡi. 4 triệu. Đó, tầm đó. Mua lẻ mà dọn sạch sẽ rồi đẹp đẽ hết. Con này dọn lên mọi người để trưng bày được này, sưu tầm được. Đẹp lắm. Cái này thấy mặt tiền như thế này là mọi người đủ hiểu nó dùng được bao nhiêu đâu. Nhầm rồng còn 3 triệu nha, không bao xíu.